Đâu, mình đâu, mình đốt ai đâu mà đốt đây? Đây đi đốt đi Duy Nguyên. Đốt cầm á chứ không phải là đốt. Đây đi ra đây coi. Rồi đốt cây được tưởng chân được rồi. Tại rồi. Ôi, em ơi. Nè. Đây. Nè, bây giờ con muốn cái gì nè? Muốn cái gì nè? Bỏ cái đâu kia, đang thị đâu kia. Đây, bà tới. Rồi, đi ra. Đây đây bà em không nó đang nhìn cái nào. Đi lại luôn, đi lại luôn. Thả lên, ô, chụp cái gì đây? Rồi. Anh làm bác sĩ rồi. Anh làm chưa bác sĩ chưa, rồi. Chưa phải cầm trên tay mới được. Từ từ mình nhanh xong. Khán giả. Sao? Con thích cái gì? Rồi. Cái gì vậy? Búa. Cái búa, gõ xưa búa. Gõ răng á hay gì á. Gõ mấy cái đầu à. Mấy đầu gối đó. Sao con? Đó, bác sĩ đó. À, là bác sĩ rồi. Thằng này là bác sĩ à. Bác sĩ là không. Suy nghĩ lại coi, Bộ răng gì con? Bộ răng gì? Nhắm bộ răng vô, nhắm cái bộ răng nha lớp. Đây con, đây. Em ơi, bên này còn nhiều nè. Nè, nhà có cái kia mất cái kia này. Nó để con nó suy nghĩ lại. Đây. Đây con, con đó học con. Để nó tự nhiên quay quay qua mẹ ra. Em ơi, không, từ từ, để con nó. Để nó suy nghĩ lại thử, nó có suy nghĩ lại không? Hay là nó cầm cái đó là đi theo nghiệp của bác Quân rồi. Được lấy chìa vô rồi. À? Có bác sĩ là làm mặt người ta cũng cầm ống nghe đó. Cái búa lên là để gõ mấy cái phản xạ, đầu gối, đồ gà, mấy cái khớp. Nè, con. Bác sĩ đi con, bác sĩ. Nào bác sĩ đi, làm sao? À, ờ. Đi nè. Cho con thêm một người nữa. Bụng. Mẹ là mẹ. Ê. Đang đi. Ra.